Con đã luôn mong rằng lúc nào con cũng có bố mẹ ở bên. Các cậu làm ăn kiểu gì thế ạ? Sắp đến giờ này vẫn chưa có một sản phẩm cho ra hồn. Hôm nay mà không hoàn thành bản đề xuất từ thế thì không ai được về hết. Dạ, thưa anh, bọn em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hôm nay cũng đã muộn rồi. Anh có gì mà anh bàn tiếp được không ạ? Với lại hôm nay... Hôm nay làm sao? Không có thì nghỉ việc nhá. Gì cơ? Các cậu cứ bàn bạc đi. Lát nữa tôi quay lại mà không có phương án. Coi chừng. Chào mẹ con. Thế điện thoại của con đâu? Con làm mẹ lo quá. Sao thế? Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào. Một, hai, ba. Mẹ ơi, ra với con đi. Con muốn bố nữa cơ. Anh giúp em chụp tấm hình được không ạ? À, được không? Được. Dạ. Cả nhà tạo dáng nào. Bố ơi bố, bố không ăn hả bố? Muốn ăn đi cho mau lớn. Bố ăn đầu. Dạo này bố đau đầu quá. Đau đầu phải ăn đầu hả bố? Ừ, ăn gì bố nấy mà. Bố ăn đầu rồi, cho đỡ đau đầu. Còn Moon á, phải ăn khúc giữa cho mau lớn. Lớn nhá, to khỏe như bố đấy này. Cũng từ đó, tiếng cười và niềm vui mãi mãi ngự trị tại xứ sở hạnh phúc. Nếu Moon phụ thị bắt con, bố có đến tìm con không? Bà ta dám. Bà ta mà chỉ cần bén mảng gần Moon Moon của bố á, bố sẽ đánh cho bà ta chạy mất thì thôi. Bố này mẹ chỉ mua gấu bông em có thể đẹp không? Đẹp quá. Mà mềm nữa. Em có thích bé không? Có. Nhi ơi, bé ăn cơm con ơi. Vâng ạ. Thôi chị phải về rồi, hẹn hôm khác. Bye bye. Bye.
con có thích không? Có. Sau này nhá, nhà mình giàu nhá, bố sẽ mua cho Moon một con gấu bông to ơi là to luôn á. Chơi mình chơi mình. Mẹ ạ. Thôi ăn đi con. Đây, món này ngon lắm này. Cảm ơn mẹ đi. Báo cáo gửi sang kiểu gì mà sai bung sai bét thế hả? Gửi lại số liệu cho tôi đi, để tôi tự làm. Mai có cái mà họp. Nhà mày có sự cố, anh phải đi đây. Hôm nay em đưa con đi nhé. Cả năm mới có một buổi văn nghệ. Hôm trước anh chẳng hứa với nó ra còn gì. Em sao đấy? Có mỗi cái chuyện như vậy mà em ầm ầm lên à? Anh có biết con nó hào hức mong anh đến thế nào không? Đối với anh việc này không quan trọng thì còn việc gì quan trọng nữa? Thôi, anh mệt lắm, đi đây. Con làm cái trò gì đây? Hả? Có biết tài liệu quan trọng với bố làm không? Rồi ơi! Ngày trước, bố luôn quan tâm con. Bố đọc chuyện cổ tích cho con nghe. Vậy mà bây giờ, bố không quan tâm con nữa. Bố bận rồi. Có phải... bố hết thương con rồi không hả mẹ? Không phải là bố không thương Moon đâu. Bố đi làm kiếm tiền là để lo cho Moon mà. Con nín đi. Nhưng mà con vẫn muốn bố ở bên con như ngày trước cơ. Ngày trước bố ở với con. Lúc con bị mụ vụ thủy bắt, bố sẽ đi tìm con. Mà bây giờ bố không đi tìm con nữa. Bố không cần con. Thôi, con nín đi. Bố vẫn thương Moon mà. Mẹ con mình cũng đi chơi nhá. Moon, sao đi chơi không nói với bố mẹ? Xin lỗi vì bố suốt ngày bận không dành thời gian như thế. Giận muốn nhau bỏ cầu muôn này.
tiếng cười và niềm vui mãi mãi ngự trị ở xứ sở hạnh phúc. Vâng ạ, vâng ạ, em cảm ơn sếp ạ.